Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc của vợ chồng mình nhé. Đằng sau các bạn kia là nhà anh Cho các bạn. Bây giờ đang là khoảng tầm 2 giờ, hơn 2 giờ chiều rồi. Mình và em Hiệp Tam Giác Mạch thì các anh, các chị cũng như là các chú ấy đang xuống dưới này, đang chuẩn bị có một cái xe chở bột đá xuống ấy, đang xuống để cào bột đá và chuẩn bị điệu lên các bạn. Điệu cái bột đá lên đấy. Đây bên này em Hiệp đây. Đây là nhà của anh chị đây các bạn. Kia cái xe bột đá ở kia các bạn. Để các chú vừa ăn cơm xong xuống đã cộng điệu được một chuyến lên rồi đây. Đây là điệu bột nhé các bạn. Như cái ở video trước thì các bạn nhìn thấy là cái đấy là cái sỏi nhá. Còn đây là bột đá để thay cát đấy. Đây cái bột này, bột nó khác hoàn toàn sỏi nhé các bạn. Đây. Còn hai chú cháu này là đang vẫn điệu cái sỏi. Còn đội đi trước là điệu bột. Mệt là nạp thêm năng lượng thôi chú ạ. Làm tí cay cay vào lại bắt đầu lại tiếp. Mình trêu chú ấy các bạn, từ sáng nay mấy chú cháu trêu nhau rồi ấy. Vâng. Bột này là thay cát à. Đường này chỉ con tầm tấm tấn 2 đi vừa anh ạ. Đây là vợ chồng anh Cho đấy các bạn. Vợ chồng anh Cho cào xuống để cái đội điệu ấy, điệu đi cho nhanh ấy. Nghỉ hai lần mà, nghỉ một lần dọc đường. Hết dốc này nghỉ đúng không? Đến dốc kìa, đây xuống đây. Đội này vừa được một chuyến xuống đây các bạn, bây giờ là xuống chuyến tiếp theo. Đây được làm tí cay cay chưa chú? Chắc lại mới được tí cay cay đâu. Mấy chú này là cứ mỗi một chuyến là phải đợi 1-2 chén các bạn. Đấy. Chứ không phải là mình tếu vui đâu, đấy thật đấy. Chẳng
Có nhẹ hơn sỏi không anh? Nhẹ hơn sỏi không? Nhẹ hơn à? Thì cái sỏi à, cái bột đá này là nó xốp ấy, tức là nhẹ hơn cái sỏi. Tầm chiều đấy các bạn ạ, tầm 3 giờ chiều. Mình sẽ quay một cái đoạn từ đầu đến cuối xem mà cái đường đi mà để điệu một đường, một cái điệu sỏi, điệu bột đá lên nó như thế nào, như vất vả như thế nào nha các bạn. Hơi chói nắng một tí. Quãng đường này cũng phải đơn giản. Thường thường thì các anh, các chị, các chú là nghỉ một đoạn ở giữa đường các bạn. Chắc lên đây sẽ nghỉ một đoạn ở trên này này. Đoạn này dốc nhất, lên là chùn chân nhất đấy. Ô, mấy anh chị kia không nghỉ à? Mấy đâu cô? Đi tiếp à? Đi tiếp. Cô vẫy đi tiếp, không nghỉ. Chuyến này không nghỉ. À, nghỉ trên này à? Mệt không chú? Mệt không? Mệt này tí. Mệt này tí lại lên làm bơm một tí vào lại hết mệt ngay mà. Hai chén vào lại hết mệt. Không nghỉ à chú, không nghỉ dọc đường à? Đi thẳng luôn. Đi có sức khỏe là mua bó thôi về chân nhá. Vâng. Được không? Được, được mà. Ra rồi, không có không ra đâu. Đấy, theo một con đường mà chỉ đi được một mình thôi. Cái này người chạy nhau chắc là phải lé ra hẳn hoi mới đi được. Đây, có một số anh chị đã đến gần đến nơi thôi.
chỗ nó gốc gạo kìa các bạn. Mình sẽ quay quãng đường từ đầu đến cuối luôn nha các bạn. Quay kiểu như là dạng live đi nhá, xem cái quy trình mà các anh, các chị, các cô chú vận chuyển nó vất vả như thế nào nhá. Được một cái đống sỏi với đống cát lên, đống bột đá ấy. Cố lên, sắp đến nơi rồi chú ạ. Một tí nữa là đến nơi rồi. Khoảng mấy chục mét nữa đến nơi. Đây. À, cho nó đổ ở đây luôn. Đổ đây thì cắn nền luôn. Mệt quá. Mệt đâu chú. Có thể là không mệt. Tí uống rượu vào các hết mệt hết. Không, không có mệt không? Xin bảo không mệt đấy, xong lại bơm cái cây kia vào chú ạ. Bơm cái cây này vào là hết bền ngay. Vâng. Đấy, phải bơm như này là hết bền ngay mà. Nước nói, nước ngô ấy. Nước ngô, nước ngô. Nước cốt của ngô đấy. Nước ngô, nước ngô. Đấy, tất cả, thế là tất cả các quy trình cộng từ đầu cuối luôn các bạn. Đây là các anh đang chuẩn bị san cái đất kia để cho nó bằng, để tí nó cắn cái nền này, này các bạn. Cắn nền à, đổ 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 đây, không phải cắn nền mà đổ đổ đây này. Đổ đây. Kia vẫn còn chị với cả thằng em kia đó. Chờ kết thúc. Kết thúc một đội một lượt chuyển. Đây là hết lượt lên rồi các bạn. Đây, chỉ có các quy trình đường khá là dài đấy, các bạn nhìn thấy cái độ vất vả thế nào rồi đấy. Điệu khá là vất vả luôn.